nhanh như chớp nón, diệt gọn như ba gia, dũng mãnh như vạn tường, kiên cường như hiệp đức. Đây là bài thơ được người dân miền Nam Việt Nam dùng để nói về Trung đoàn 1, quân khu 5 của quân giải phóng, hay còn được gọi với cái tên là Trung đoàn Ba Gia. Đây được xem là trung đoàn thép từng càng quét khắp các chiến trường Nam Bộ để chiến tranh đặc biệt của người Mỹ phá sản nhanh hơn. Còn các cố vấn Mỹ, sau khi trận Ba Gia diễn ra, đã gọi đây là đệ nhất trung đoàn tinh luyện Việt Cộng và bày tỏ sự khâm phục với trung đoàn này. Khiến cho kẻ thù vừa khiếp sợ vừa kính nể là điều mà không phải ai cũng làm được. Hãy cùng tìm hiểu về trận đánh đã làm lên tên tuổi của trung đoàn Ba Gia qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battle Cry, người kể sử. Liên hoàn kế. Năm 1965, dù quân đội Hoa Kỳ đã có những động thái đầu tiên nhằm can thiệp trực tiếp vào miền Nam Việt Nam, nhưng khi này thì họ vẫn chưa hề nghĩ tới việc mở các cuộc hành quân trực tiếp đụng độ với quân giải phóng. Người Mỹ thì vẫn hy vọng với những lực lượng cố vấn đã gửi tới và hỗ trợ hỏa lực từ không quân, chiến tranh đặc biệt vẫn có thể thực hiện được. Thế nhưng, một loạt các trận đánh sau đó đã khiến Hoa Kỳ phải vỡ mộng và tiêu tan hy vọng vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là chiến dịch Ba Gia, khi một quân giải phóng với số quân ít hơn nhưng với chiến thuật khôn ngoan hơn hoàn toàn có thể đánh bại lực lượng Việt Nam Cộng Hòa với số lượng đông đảo và có cả cố vấn Mỹ chỉ huy. Tất cả đã tạo nên hồi chuông cảnh báo cho việc họ cần phải để lính Mỹ tham chiến lập tức. Vào cuối năm 1964, đầu năm 1965, trước sức tấn công và nổi dậy mạnh mẽ của quân giải phóng và dân chúng ủng hộ miền Nam, chiến lược chiến tranh đặc biệt và cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Hoa Kỳ đã bị khủng hoảng nặng nề. Không lực Hoa Kỳ leo thang bắn phá miền Bắc nhằm cắt đứt các tuyến đường huyết mạch, ngăn chặn hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Quân giải phóng trên địa bàn khu 5 đã làm chủ được nhiều vùng rộng lớn sau các đợt tấn công và nổi dậy. Phong trào quần chúng đã phát triển mạnh mẽ thành cao trào ở đồng bằng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa co cụm và quay về phòng ngự ở các vùng xung yếu. Trước thế trận có lợi, mùa hè năm 1965, Quân ủy Trung ương và Khu ủy Khu 5 đã mở chiến dịch Lê Độ, tập trung vào Nam Tây Nguyên, Tây Gia Lai, Bắc Kon Tum, Bắc Quảng Ngãi nhằm phá tan các ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng. Trên chiến trường Bắc Quảng Ngãi, trọng điểm hoạt động ở vùng đồng bằng, quân giải phóng miền Nam đã mở chiến dịch Ba Gia, hay còn gọi là chiến dịch Tây Sơn Tịnh, trong đó Ba Gia là điểm then chốt. Dù đã nắm được lợi thế đang trên đà chiến thắng, nhưng xét về tổng thể sức mạnh thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Ba Gia vẫn hơn hẳn quân giải phóng, với 3 tiểu đoàn bộ binh và 2 tiểu đoàn biệt động quân cùng với rất nhiều hỏa lực và các đơn vị yểm trợ. So với lực lượng của trung đoàn Ba Gia vốn chỉ có 3 tiểu đoàn 40, 60 và 90. Chính vì vậy, việc đánh trực diện thì không khác nào đẩy lính vào cửa tử. Vậy thì làm thế nào để vừa tiêu diệt được quân số của đối phương, vừa giải phóng được các ấp chiến lược và quan trọng nhất là giải phóng các thị xã mới, làm phá sản hoàn toàn chiến tranh đặc biệt? Quá nhiều yêu cầu đặt ra, trong khi tiềm lực thì lại đang hạn chế. Thế nhưng, may mắn đã tới với trung đoàn Ba Gia khi bộ chỉ huy được lãnh đạo bởi một trong những vị tướng giỏi nhất của Việt Nam, tướng Chu Hy Mân. Ông đã cho rằng, thay vì tấn công trực diện, thì tại sao không bắt đối phương phải chơi theo luật của mình, giành thế chủ động trên chiến trường? Tướng Chu Hy Mân đã tính toán hoàn hảo cho việc từ để lại bao nhiêu quân mai phục cho tới đánh giá đúng tầm quan trọng của từng chốt chặn mà đối phương buộc phải chiếm lại. Một liên hoàn kế được vạch ra từ điệu hổ ly sơn đến vây điểm diệt viện, rằng thiên la địa võng để tiêu diệt cả một căn cứ khó nhằn của đối phương. Cứ điểm Ba Gia nằm trên đồi Gò Cao. Đây là một vị trí cực kỳ quan trọng khi có thể dùng nó để khống chế cả một tuyến đường giao thông và cứ điểm rộng lớn xung quanh. Từ đây có thể triển khai quân và khống chế hỏa lực chốt chặn tuyến tỉnh lộ 5 từ thị xã Quảng Ngãi đi qua hai huyện Sơn Tịnh tới Sơn Hà. Chưa kể, nếu trong trường hợp bị tấn công dữ dội với ưu thế ở trên cao, nơi này thuộc vào dạng công thủ toàn diện và dễ dàng được trực thăng yểm trợ. Một căn cứ quá khó nhằn, và chính vì vậy mới cần tới một thiên la địa võng. Trước khi bước vào chiến dịch, tướng Chu Hy Mân đã nhận được sự bổ sung đúng lúc như nắng hạn gặp mưa rào, khi có thêm tiểu đoàn 45 độc lập tới trợ chiến. Nhưng dù có thêm tiểu đoàn 45 và cả du kích địa phương thì quân số cũng chỉ bằng 2/3 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là điều nghịch lý với các học thuyết chiến tranh thời đó, khi phe tấn công cần đảm bảo quân số phải gấp tới 3 lần phe phòng ngự thì mới có thể đảm bảo được chiến thắng.
Thế nhưng, chiến tranh Việt Nam lại là nơi mà các học thuyết chiến tranh cần phải viết lại. Tướng Chu Huy Mân bắt đầu bày binh bố trận. Ông cài tế răng lược trước các đội hình của đối phương. Một sức mạnh to lớn mà quân giải phóng đã huy động được, đó là sự ủng hộ của người dân địa phương. Trong đêm ngày 27 tháng 5 năm 1965, Trung đoàn 1 quân giải phóng hành quân từ Quảng Nam về Quảng Ngãi và ém quân vào nhà dân ở các vị trí tác chiến sung yếu xung quanh đồn Ba Gia. Tiểu đoàn 45 ở Tịnh Bình phía Bắc, tiểu đoàn 40 và tiểu đoàn 60 ở Tịnh Sơn phía Đông, tiểu đoàn 90 ở Tịnh Minh tức phía Nam, tiểu đoàn 90 điều một đại đội sang phục kích ở núi Khỉ thuộc Tịnh Sơn. Các lực lượng du kích địa phương được bố trí tại các điểm cao thuận lợi, án ngữ các tuyến giao thông nhằm ngăn chặn, cầm chân không cho các tiểu đoàn đối phương hỗ trợ cho nhau để chờ bộ đội chủ lực tới. Đến đây, về cơ bản, thiên la địa võng được bố trí xong. Mọi thứ bây giờ chỉ chờ xem những quyết đoán của tướng Chu Huy Mân là đúng hay sai. Nếu đúng thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa binh bại như núi đổ. Còn sai thì quân giải phóng sẽ bị vùi dập bằng pháo binh và hỏa lực hạng nặng của đối phương. Thần cơ diệu toán. Đêm 28 tháng 5, quân giải phóng đã dùng một trung đội bộ đội địa phương huyện Tịnh Sơn tập kích hai trung đội dân vệ đóng ở ấp chiến lược Diên Niên. Bị tập kích bất ngờ, cả hai trung đội đều bị thương vong nặng nề. Đây chính là bước đầu tiên của kế điệu hổ ly sơn, buộc đại đội dã ngoại Việt Nam Cộng Hòa thuộc tiểu đoàn 1/51 ở núi Tròn, xã Tịnh Sơn phải xuống ứng cứu. Và đại đội dã ngoại của tiểu đoàn 1/51 đã xuống ứng cứu thật. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã quá chủ quan khi nghĩ rằng chỉ có một trung đội bộ đội địa phương tấn công mà không hề biết rằng đang đi vào miệng cọp lúc nào không hay. Sáng sớm 29 tháng 5, đại đội dã ngoại Việt Nam Cộng Hòa đi ứng cứu đã lọt vào trận địa phục kích của đại đội 2 tiểu đoàn 90 quân giải phóng ở núi Khỉ. Chỉ trong vòng có vài phút, cả đội hình đã dính phải cơn mưa đạn từ trên các cao điểm bắn xuống. Do chủ quan không cần xe thiết giáp hiểm trợ nên phần lớn đội hình đi đầu để bị tiêu diệt. Số còn lại thì dựa vào địa hình chống trả và kêu cứu viện. Thực chất, không phải quân giải phóng không thể tiêu diệt được số còn lại này, mà đây chính là kế hoạch của tướng Mân. Kế điệu hổ ly sơn đầu tiên với tiểu đoàn 1/51 chỉ là trận địa giả. Còn đây mới thực sự là màn chính của kế điệu hổ ly sơn. Cái mà tướng Mân muốn không phải là một đại đội, mà là toàn bộ căn cứ của Ba Gia. Đến 10 giờ sáng ngày 29 tháng 5, phần lớn lực lượng còn lại của tiểu đoàn 1/51 Việt Nam Cộng Hòa từ Gò Cao kéo xuống tiếp viện, mà không biết rằng đây chính là kế về điểm diệt viện. Họ đã lọt vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 90 quân giải phóng ở khu vực giữa núi Tròn và núi Khỉ. Đến trưa ngày 29 tháng 5, khi mặt trời đã lên đỉnh, đồng loạt tiếng súng máy và B-40 đã nổ vang trời. Các mũi tấn công của quân giải phóng bất ngờ xuất kích đánh thẳng vào sau lưng đội hình quân Việt Nam Cộng Hòa. Tiểu đoàn 1/51 còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì viên cố vấn người Mỹ đã bị ăn ngay một phát đạn bắn tỉa, tử trận lập tức. Bị tấn công bất ngờ lại thêm như rắn mất đầu, đội hình tiểu đoàn 1/51 hoàn toàn rối loạn, không thể phản kích lại hiệu quả và bị tiêu diệt sau 5 giờ chiến đấu. Quân giải phóng diệt và làm bị thương 270 binh lính và sĩ quan, trong đó có 2 cố vấn Hoa Kỳ, bắt sống 217 tù binh, trong đó có cả tiểu đoàn trưởng, thu 200 súng, 5 xe GMC và 1 xe Jeep. Một chỉ huy giỏi là chỉ huy có thể đoán được những hành động tiếp theo của đối phương. Và tướng Mân đã đi bộ ngay trong đầu các chỉ huy của Việt Nam Cộng Hòa ngay từ đầu, trong việc biết trước các đường điều quân ứng cứu của họ. Với lực lượng đang có cộng thêm đồn Gò Cao giờ đây, không khác nào thành trống. Quân giải phóng có thể tiêu diệt cái đồn này chỉ trong phút mốt. Nhưng tướng Mân đã thả con săn sắt, bắt con cá rô. Với tầm quan trọng của đồn này, ông biết rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa kiểu gì cũng sẽ phải chiếm lại, dù phải trả giá đắt. Thay vì chiếm đồn thì công đồn đả viện được ông ưu tiên sử dụng. Cứ vây cái đồn này lại, đó sẽ là miếng mồi ngon để câu con cá lớn. Và một lần nữa, tướng Mân đã gần như đọc được luôn suy nghĩ của các chỉ huy đối phương. Được tin tiểu đoàn 1/51 bị tiêu diệt, đồn Gò Cao bị uy hiếp, chỉ huy quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa khẩn cấp tăng viện tiểu đoàn 39 biệt động quân của vùng 1 chiến thuật từ Đà Nẵng vào thị xã Quảng Ngãi. Tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến thuộc lực lượng tổng chuẩn bị đang cản quét tới Đức Phổ, cùng tiểu đoàn bộ binh 2/51 thành lập một chiến đoàn từ thị xã Quảng Ngãi tiến lên Ba Gia nhằm giải vây cho đồn Gò Cao. Đây thì đều là các tiểu đoàn thiện chiến hàng đầu được truyền thông Việt Nam Cộng Hòa đánh giá cao
và coi đây là bản sao chép hoàn hảo từ quân đội Hoa Kỳ. Sáng 30 tháng 5 năm 1965, xuất phát từ thị xã Quảng Ngãi, chiến đoàn này đã dùng 20 chiếc xe GMC và 12 xe bọc thép M113 chở theo quân từ tỉnh Lộ 5 lên tỉnh Hà, huyện Lị Sơn Tịnh. Đến ngã ba Lâm Lộc, chiến đoàn bỏ xe lại rồi chia thành hai cánh hành quân bộ. Cánh chủ yếu gồm tiểu đoàn 251 bộ binh và tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến tiếp tục tiến theo trục tỉnh Lộ 5 từ Sơn Tịnh đi Sơn Hà hướng tây tới Ba Gia. Cánh bọc sườn phía bắc là tiểu đoàn 39 Việt động quân rẽ theo hướng An Thuyết, Vĩnh Lộc, Vĩnh Khánh hướng tây bắc chiếm núi Chóp Nón, hình thành thế bao vây phía sau, đưa lực lượng ở đây vào thế gọng kìm. Phía quân giải phóng do đã tính toán rất kỹ theo tình huống này nên không hề có sự bất ngờ, đã chủ động đón lõng lực lượng ứng cứu. Tiểu đoàn 40 và 60 bố trí phục kích hướng chủ yếu ở Phước Lộc. Tiểu đoàn 45 phục kích ở núi Chóp Nón hướng tiểu đoàn 39 biệt động quân về Đảng Cộng Hòa tiến quân. Tiểu đoàn 90 làm lực lượng dự bị chiến lược, sẵn sàng cơ động đón lõng đánh phủ đầu đối phương. Đến 14 giờ ngày 30 tháng 5, tiểu đoàn 39 biệt động quân đã tiếp cận và chạm súng với tiểu đoàn 45 quân giải phóng tại núi Chóp Nón. Lập tức bị tiêu diệt một bộ phận. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 39 biệt động quân bị thương nặng. Tiểu đoàn phó và cố vấn Hoa Kỳ chết tại trận. Phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa dùng phi pháo bắn phá dữ dội vùng xung quanh để hỗ trợ cho tiểu đoàn 39 kiên quyết chống trả và co cụm tại núi Chóp Nón. Do hỏa lực đối phương quá vượt trội, quân giải phóng phải chủ trương vây chặt, kiềm chân địch tại một chỗ, khẩn trương chuẩn bị ban đêm tiếp tục tấn công. Trên hướng Phước Lộc, tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến và tiểu đoàn 251 quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp cận ấp Phước Lộc và cao điểm 47 trên đồi Mã Tổ. Nghe súng nổ phía núi Chóp Nón nên dừng lại, chiếm lĩnh trận địa có lợi, chuẩn bị đối phó với quân giải phóng. Không còn yếu tố bất ngờ nữa, lực lượng tấn công trên hướng chủ yếu quân giải phóng đã nhanh chóng chuyển cách đánh từ vận động phục kích sang chủ động tấn công. Tiểu đoàn 60 quân giải phóng đã xuất kích, tiêu diệt một bộ phận của tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến ở cao điểm 47, chiếm đồi Mã Tổ phía bắc ấp Phước Lộc. Quân giải phóng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giành giật nhau cao điểm 47 quyết liệt trong hàng giờ liền. Tiểu đoàn 40 quân giải phóng đã chia làm nhiều mũi tấn công tiểu đoàn 251 ở ấp Phước Lộc, tiêu diệt nhiều sinh lực của đối phương. Sau 2 tiếng bị quân giải phóng tấn công và chia cắt đội hình, tới tối, chiến đoàn Việt Nam Cộng Hòa co cụm lại ở 3 điểm nhưng không thể nào liên lạc được với nhau. Trung đoàn 1 quân giải phóng quyết định xốc lại lực lượng của cả 3 tiểu đoàn chuẩn bị đánh đêm. Tiểu đoàn 45 quân giải phóng bí mật, bất ngờ và nhanh chóng tập kích tiêu diệt gọn tiểu đoàn 39 biệt động quân ở Chóp Nón. Phía ấp Phước Lộc thì tiểu đoàn 251 Việt Nam Cộng Hòa dựa vào các đường hào ấp chiến lược cũ chống trả quyết liệt. Phải tới 4 giờ sáng ngày 31 tháng 5 thì tiểu đoàn 40 quân giải phóng mới tiêu diệt được tiểu đoàn 251. Cùng lúc đó thì tiểu đoàn 60 quân giải phóng cũng tập kích và tiêu diệt được đa bộ phận tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến ở cao điểm 47 đồi Mã Tổ. Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 5, điểm cao 47 được kiểm soát toàn bộ, trận đánh đã kết thúc. Sau 15 tiếng chiến đấu bằng nhiều hình thức chiến thuật linh hoạt, quân giải phóng đã tiêu diệt chiến đoàn hỗn hợp, đập tan cuộc hành quân cứu viện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, diệt và làm bị thương 916 binh lính và sĩ quan, trong đó có 4 cố vấn Hoa Kỳ, bắt 65 tù binh, thu hơn 200 súng. Liên hoàn kế đã đại thành công, mọi thứ dường như đều không ngoài sự tính toán của tướng Chu Hy Mân. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, bộ đội chủ lực quân giải phóng phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích đánh bại một chiến đoàn, tức là đơn vị ứng chiến lớn nhất cấp trung đoàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ, góp phần làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Hoa Kỳ. Sau trận đánh này, các cố vấn Hoa Kỳ đã gọi trung đoàn Ba Gia là đệ nhất trung đoàn tinh luyện Việt Cộng. Với sự dũng cảm và thiện chiến của các chiến sĩ, lại cộng thêm bộ óc sáng suốt của tướng Chu Hy Mân, trung đoàn Ba Gia không khác nào hổ mọc thêm cánh, trấn giữ chiến trường khu 5 trong suốt cuộc chiến, mà từ đó đã có bài thơ mà mình trích ở trên: nhanh như chớp nón, diệt gọn như Ba Gia, dũng mãnh như vạn tường, kiên cường như hiệp đức.